có thể thấy bánh xe của ngành công nghiệp không khói đang trở lại guồng quay một cách mạnh mẽ. Sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh, đến thời điểm này của năm 2022 đang chứng kiến sự phục hồi đáng kinh ngạc của ngành du lịch. Sau kỳ lễ lớn 30 tháng 4 và 1 tháng 5, mùa du lịch hè thời điểm này đến tháng 8 được dự báo là sẽ tiếp tục có nhiều khởi sắc. Theo ghi nhận, nhiều tour tuyến trong nước và quốc tế vào tháng 6, thậm chí là tháng 7 đã hết chỗ. Nếu thời điểm này mới đặt tour, nhiều khách hàng phải chấp nhận dời thời gian khởi hành trễ hơn. Hè này thì mình sẽ chọn đi Singapore. Mấy em ở nhà, ba mẹ mình thì giáo viên á, cho nên là dịp hè thì có nhiều thời gian để đi chơi thoải mái hơn. Cái tháng 6 này thì cũng hơi full rồi á, cho nên là nếu mà muốn book đủ gia đình á, thì phải chờ khoảng đầu tháng 7. Trong mùa du lịch hè năm 2022, doanh nghiệp lữ hành này xây dựng hơn 160 sản phẩm du lịch trọn gói, khởi hành định kỳ. Hiện tại, doanh nghiệp dự báo du lịch hè năm 2022 bùng nổ cả về lượt khách và doanh thu so với thời điểm trước dịch, tăng khoảng 300% so với năm 2019. Hiện nay các tour đến tháng 7 thì chúng tôi đã chốt xong rồi, chỉ còn các tour trong tháng 8. Tour trong nước thì các sản phẩm tour đường bộ thì các bạn chỉ cần đặt tour trước 3-4 ngày. Đường bay là Đà Nẵng, Phú Quốc, Côn Đảo là hầu như là đã full chỗ. Còn chỉ lại các tour là khu vực phía miền núi Đông Tây Bắc thì cái này vẫn còn chỗ để cho chúng ta lựa chọn trong cái tháng 8, tháng 9 này. Còn đối với dịch vụ mà khách hàng yêu cầu thiết kế riêng thì cuối tuần thì gần như là không còn dịch vụ. Cho các điểm nóng Phú Quốc ở Đà Lạt, khu vực Vũng Tàu, Phan Thiết. Nếu bây giờ mà mình muốn tổ chức đoàn lớn thì mình sẽ phải tính đến việc là tổ chức ở đầu tuần. Còn tại công ty du lịch này, chưa đến giữa tháng 6 nhưng đã hoàn thành 55% kế hoạch hè năm 2022. Dù giá tour có điều chỉnh do giá vé máy bay, dịch vụ khách sạn, nhà hàng đều tăng theo giá xăng dầu. Thì cái giá tôi không lăn tăn lắm. Vậy thực ra bọn tôi đi tôi biết là giá nó phụ thuộc theo cái dịch vụ và cái uy tín và thương hiệu. Thì mình tin thì mình đi. Đi nước ngoài thì mức độ tăng thì nó đang ở mức là tầm khoảng từ 5-7%. Mặc dù là thực tế là các dịch vụ đều bị tăng khoảng 10-15%, nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng làm sao mà không bị quá cao để khách hàng vẫn có thể là dành một cái khoản chi tiêu cho cái nhu cầu đi du lịch. Kích cầu du lịch của cái Covid đó nên người ta khuyến khích cho mình nhiều thứ lắm. Thứ nhất là được nâng cấp khách sạn, thứ hai nữa là mình được chọn tour tuyến mình rất là dễ đi. Mình không thích cái nào thì bỏ qua, mình đã sắp xếp được cái lịch của mình. Là mùa du lịch cao điểm, các sản phẩm du lịch hè được tung ra thị trường rất đa dạng với nhiều mức giá hấp dẫn. Tour du lịch trong nước từ 369.000 đến 10 triệu đồng, còn tour nước ngoài dao động từ 6 đến 100 triệu đồng. Đối với khách quốc tế vào Việt Nam, dự kiến sẽ tăng mạnh từ tháng 9 tới.